Đây, tôi làm cho bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khóa lớp 9 của tỉnh Khánh Hòa năm học 2010-2011, đề như sau. Viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi biến hóa sau. Người ta nói như thế này: biết X là hydrocarbon chiếm nhiều trong khí thiên nhiên, chắc chắn đó là gì rồi? CH4. Người ta biết rồi, metan chúng ta có rất ít sinh chất. Đó là gì? Phản ứng cháy thì bỏ rồi, bởi vì cái chất hữu cơ trong này là chất hữu cơ, bỏ. Cái thứ hai, phản cộng với clo cũng ít luôn, phản thế clo bỏ luôn. Và cuối cùng là phản nhiệt 1500 độ C làm lạnh nhanh để tạo ra C2H2. Và nên nhớ, đó là phản ứng mà chúng ta cần phải khai thác. Vừa bằng đứng đấy thì đó là chúng ta chắc chắn là gì? Và tiếp, từ thằng này ra B. Chưa biết, nhưng mà hôm nay chúng ta có cao su bu này. Đây, cao su bu này đây. Cao su bu này là hợp chất polymer. Tất cả nửa lần. Được chưa em? Và em lưu ý là để điều chế ra cao su bu này thì thằng E này á, thằng E này chắc chắn phải là hợp chất có chứa liên kết đôi. Nhưng hợp chất có liên kết đôi thì tham gia vào trường hợp em nhé. Yeah. C đây sẽ là CH2 nối đôi CH nối đôi CH2. Bản chất của trường hợp đó là cho thầy Xuân Trương Phạm tìm ra, đó là biến hai liên kết đôi thành một liên kết đơn nha. Biến một liên kết đôi thành một liên kết đơn và biến hai liên kết đôi sang kẽ nhau. Hai liên kết đôi sang kẽ nhau có nghĩa là gì? Các bạn nghe, tức là đôi đơn đôi này, được chưa? Thì nó là sang kẽ nhau thì nó mới trùng hợp được. Hai liên kết đôi, điều kiện trùng hợp là phải hai liên kết đôi này phải sang kẽ nhau, đôi đơn đôi thì mới trùng hợp. Còn nếu nó liền nhau hoặc là xa nhau 2C thì không liên hợp được. Rồi, tiếp. Giờ để điều chế ra thằng này thì thằng B của mình chắc chắn đó là, em biết là từ cái thằng acetylene này chúng ta có thể điều chế ra B bằng có phản chúng ta hai lần của nó. Giống như là đây là trường hợp đặc biệt của phản trùng hợp. Nếu C2H2 thì chúng ta nhị hợp lên, nhị hợp là hai phân tử hợp lại thì cái đó tạo thành C4H4. Hiểu không? C4H4 thì công thức cấu tạo của hắn đó là CH2 nối đôi CHC nối 3CH là C4H4, được chưa? Rồi, cái số 5 thì chưa biết, nhưng cái PE chắc chắn là gì rồi? CH2 nối đơn CH2 tất cả n lần. Mà để điều chế ra thằng này thì nó phải là ethylene rồi, đúng không? Được chưa em? Rồi, ra PVC thì quá quen thuộc với chúng ta, đó là CH2 CH CL tất cả n lần. Đây là polymer thì thằng E chắc chắn là hợp chất có chứa liên kết đôi rồi, hiểu không em? Ha, ở đây sẽ là gì? E này sẽ là gì? E này phải là vinyl chloride. Đây là vinyl chloride, được chưa em? Như vậy ta đã xác định xong các chất từ X cho đến E. Bây giờ chúng ta ghi lại như sau. Đây, đầu tiên khi làm những câu hỏi này thì đầu tiên em liệt kê X là thằng nào, A là thằng nào, B, C. Từ từ, B sai rồi đúng không? C, tiếp tục cao su bu này em liệt kê ra luôn nhé, tí mình ghi cho nó dễ không. Rồi tiếp tục là D. PE. Tiếp tục E.
PVC. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi 8 phương trình và thầy sẽ giảng kỹ cho bạn thêm một cái câu hỏi phụ mà để có thể khai thác. Phương trình đầu tiên, từ CH4 em sẽ đun tới nhiệt độ 1500 độ C, sau đó mình làm lạnh nhanh hỗn hợp. Cái đó chúng ta sẽ thu được acetylen cộng cho khí hydro cân bằng đặt 2 vào metan, 3 vào H2. Tiếp tục phương trình 2, từ acetylen chúng ta điều chế ra hợp chất kia bằng chúng ta hay như sau, và chúng ta gộp hai phân tử lại. Người tìm ra phương này là người Việt Nam tên ông là thầy Xuân Trường Phạm, cống hiến rất lớn của thầy trong nền cho khoa học quốc tế, được chưa? Phương trình thứ ba, chúng ta hiểu để điều chế ra cao su buna thì thầy lấy lại chỗ này cho bạn hiểu này. Thì bản chất ở đây là khi trùng hợp là nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn. Như vậy khi muốn trả lại cái monomer thì chúng ta lấy thằng này bẻ vô ngược lại là xong. Cái đó đâu nằm đây, đâu nằm đây. Giữa này không còn đâu nữa vì cái đôi này bẻ nửa hai bên rồi. Như vậy có phương trình 3 như sau. Em sẽ biến từ hợp chất có liên kết 3 về liên kết đôi. Thì đây em sẽ chắc dùng bởi hydro. Số tắc đây em dùng là Panadi, chanh trì, carbonat, đun nóng, được chưa? Để xe nha, để chữ hơi xong. CH2 nối đôi, CH, CH nối đôi, CH2, hiểu vấn đề không? Chúng ta đến cấp phương trình thứ tư, điều chế ra cao su buna, và nhớ cao su buna được điều chế từ buta 1,3-dien, thằng này có tên khác là buta 1,3-dien. Các bạn xem cái video có tên trên kênh giúp thầy. Thầy sẽ gửi cho nhóm nha. Nó cũng không khó lắm đâu. Tiếp. Tiếp là chúng ta làm trùng hợp. Người tìm ra phương này cũng là người Việt Nam, thầy Xuân Trường Phạm. Chắc là nhiều em ha. CH2, CH, nối đôi, CH, CH2, tất cả, N lần. Được chưa? Tiếp tục. Đổi màu lại. Phương trình số 5. Từ đây mở ra acetylen thì cộng với hydro xúc tác vanadi trên chỉ carbonat. Được chưa? Cái này nó tương tự như cái phương trình số 3. 5. Từ acetylen em sẽ đi tới dụng với hydro, xúc tác là panadi trên chì carbonat. Cái khó của hữu cơ so với vô cơ đó là nó có nhiều điều kiện để xảy ra, tức là phần này xảy ra thông thường nó không có, nó kèm theo điều kiện, ví dụ nó cần nó xúc tác gì, nhiệt độ như thế nào ha, thì đó là cái khó của hữu cơ. Nhưng mà so với vô cơ thì hữu cơ nó rất là dễ hiểu, nó rõ hơn nhiều. Vô cơ mới là thằng rắc rối. Tiếp, từ cái D ra PE, D ra PE, CH2 nối đôi, CH2, thì chúng ta trùng hợp thôi. Người tìm ra phương này là người Việt Nam, thầy Xuân Trường Phạm. CH2, CH2, tất cả N lần. Chúng ta đến 7. Tiếp, 7 như sau. Từ acetylen ta điều chế ra vinin clorua, đây là vinin này, đây là clorua này, từ cộng HCl. Chúng ta sẽ biến đổi liên kết 3 thành liên kết đôi. Cho phương trình cuối cùng ta điều chế ra PVC thì quen thuộc rồi. Bài này mình, cái phần này mình giới thiệu các bạn trong bài acetylen đúng không?
Người tìm ra phương này cũng là Việt Nam. Cái chữ sáu ở đây viết nó bình thường mà sao nó cứ không theo ý muốn mình nè. Muốn nhá, muốn đẹp thì từ từ. Đó. Được chưa em? Rồi. Ở câu này nó sẽ trở thành một câu hỏi hay như sau, nghe. Nó sẽ cho như sau. Đây. Từ mê tan và các chất vô cơ cần thiết, hiểu không? Hãy viết phương trình điều chế ra cao su Buna, PE và PVC. Thì em biết con đường đi rồi đó. Được chưa? Như vậy để điều chế ra cao su Buna thì chúng ta sẽ ghi phương trình 1, 2, 3, 4. Để điều chế ra PE thì em sẽ ghi phương trình là 1, 5, 6. Để điều chế ra PVC thì em đi con đường là 1, 7, 8. Được chưa em? Hầu như là tất cả các hợp chất hữu cơ chúng ta đều được điều chế từ mê tan. Ở mê tan chúng ta là nguồn nguyên liệu có trong gì? Ở trong khí thiên nhiên. Dạ, khí dầu mỏ rồi đó. Thì hầu như là đi từ mê tan có thể điều chế được mọi chất. Đó là điều mà chúng ta cần. Hóa hữu cơ nó mạnh hơn hóa vô cơ.